Xin chào các em. Hôm nay thầy và các em tiếp tục đi tìm hiểu chương trình địa lý khối 8. Hôm nay chúng ta học bài 24 vùng biển Việt Nam. Một lớn, đặc điểm chung, một nhỏ, diện tích và giới hạn. Các em quan sát và phân tích hình 24.1 lược đồ khu vực Biển Đông cho biết. Em hãy xác định vị trí giới hạn của Biển Đông trên bản đồ. Thì nhìn vào hình 24.1, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được cái vị trí giới hạn của Biển Đông nước ta trên bản đồ. Thứ hai, Biển Đông nằm trong vùng khí hậu nào? Tại sao nói Biển Đông là một biển rộng tương đối kín? Thì Biển Đông nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tại sao nói Biển Đông là một biển rộng tương đối kín? Chúng ta quan sát hình 24.1. Chúng ta thấy được Biển Đông được nối với các đại dương bởi các eo nhỏ như eo Đài Loan, eo Ba Si, eo Mindoro, eo Palakpak, eo Kalimantan, eo Gaspa, eo Malacca. Diện tích của Biển Đông là bao nhiêu? Biển Đông thông qua các đại dương nào? Thì Biển Đông thông qua hai đại dương lớn, đó là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, qua các eo biển hẹp. Biển Đông có các vịnh nào? Kể tên. Biển Đông có hai vịnh chính. Chúng ta quan sát trên lược đồ để xác định được vị trí của hai vịnh chính đó. Đó là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. Từ đây, chúng ta đi đến một số kết luận chính về diện tích và giới hạn của Biển Đông. Tiếp tục nhìn vào hình 24.1 lược đồ khu vực Biển Đông cho thấy biết vùng biển Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia và vùng lãnh thổ nào? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phân tích kỹ hình 24.1. Thì vùng biển nước ta tiếp giáp với Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia, Thái Lan. Đây là bản đồ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết hợp với bản đồ và nội dung kênh chữ trong sách giáo khoa cho biết phần biển thuộc Việt Nam trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu? Thì phần biển thuộc chủ quyền nước ta có diện tích khoảng 1 triệu km vuông. Xác định vị trí các đảo và quần đảo lớn nhất của Việt Nam. Thì câu hỏi này nó đã trùng với bài hôm trước nên chúng ta có thể dễ dàng trả lời. Nước ta có hai quần đảo chính là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Đảo lớn nhất của nước ta là đảo Phú Quốc. Chúng ta tiếp tục đi đến kết luận về diện tích và giới hạn của vùng biển Việt Nam. Hai nhỏ,
đặc điểm khí hậu và hải văn của biển. Để tìm hiểu về đặc điểm khí hậu và hải văn của biển, chúng ta tiến hành thảo luận với 4 nội dung chính sau đây. Nội dung thứ nhất, nước ta nằm trong kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên chế độ gió biển nước ta có đặc điểm gì? Nội dung thứ hai, học sinh xem hình 24.2 nêu chế độ nhiệt và chế độ mưa trên biển Đông. Nội dung thứ ba, dựa vào hình 24.3, hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển theo mùa trên biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như thế nào. Nội dung 4, cùng với các dòng biển trên vùng biển Việt Nam còn có hiện tượng gì kéo theo sự phong phú của các luồng sinh vật biển, chế độ chiều vùng biển nước ta có đặc điểm gì? Để trả lời các câu hỏi thảo luận trên, yêu cầu chúng ta nghiên cứu kỹ phần B, đặc điểm khí hậu và hải văn của biển, hình 24.2, hình 24.3. Trả lời nội dung thứ nhất, nước ta nằm trong kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên chế độ gió biển nước ta có đặc điểm gì? Gió trên biển thường mạnh hơn trong đất liền, gây sóng cao, có hai mùa gió chính, gió mùa đông bắc từ tháng 10 đến tháng 4, gió mùa tây nam từ tháng 5 đến tháng 11. Nội dung 2, nêu chế độ nhiệt và chế độ mưa trên biển Đông. Nhiệt độ trung bình của biển Đông ở nước ta khoảng 23 độ C. Mưa ở biển ít hơn trên đất liền, trung bình khoảng 1.300 mm. Các em quan sát lược đồ phân bố nhiệt độ lược đồ phân bố nhiệt độ nước biển tầng mặt của tháng 1 và tháng 4. Nội dung thứ ba, dựa vào hình 24.3, cho biết hướng chảy của các dòng biển theo mùa trên biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như thế nào? Dòng biển tương ứng với hai mùa gió: mùa đông hướng đông bắc tây nam, mùa hè hướng tây nam đông bắc. Các em tiếp tục quan sát hình 24.3. Nội dung thứ 4, cùng với các dòng biển trên vùng biển Việt Nam có các hiện tượng gì kéo theo sự phong phú của các luồng sinh vật biển, chế độ chiều vùng biển có đặc điểm gì? Dòng biển cùng các vùng nước trồi, nước chìm kéo theo sự di chuyển của các sinh vật biển, chế độ chiều phức tạp, độc đáo. Vịnh Bắc Bộ có chế độ nhật chiều điển hình, độ muối bình quân từ 30 đến 33 phần ngàn. Chúng ta đi đến một số kết luận chính về đặc điểm khí hậu của biển Đông. Chuyển sang phần 2 lớn, tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, một nhỏ tài nguyên biển. Bằng kiến thức thực tế, em hãy kể tên biển nước ta có nhiều tài nguyên phong phú, đó là những loại tài nguyên nào? Thì biển nước ta có rất nhiều các loại tài nguyên,
như dầu khí, hải sản, muối, vân vân. Vậy, nguồn tài nguyên biển tạo điều kiện cho các ngành kinh tế nào phát triển? Thì thềm lục địa và đáy có thể khai thác dầu mỏ, khí đốt, kim loại, phi kim loại. Trong nước biển có thể khai thác hải sản và sản xuất muối. Mặt biển phát triển giao thông trong nước và quốc tế. Bờ biển đẹp có thể phát triển du lịch, xây dựng các cảng biển. Các em nghiên cứu nội dung sách giáo khoa để trả lời câu hỏi biển có ý nghĩa như thế nào đối với tự nhiên của nước ta. Ý nghĩa thứ nhất, đó là điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan duyên hải và hải đảo. Em hãy cho biết các loại thiên tai thường xảy ra ở vùng biển nước ta. Vùng biển nước ta thường hay xảy ra các loại thiên tai như bão lụt, sạt lở bờ biển, vân vân. Như vậy, chúng ta đi đến một số kết luận chính về phần tài nguyên biển của nước ta. Hai nhỏ, bảo vệ môi trường biển. Em hãy cho biết các nguồn gây ô nhiễm vùng biển Việt Nam và dẫn đến các hiện tượng gì? Một số các nguồn gây ô nhiễm như nước thải của các nhà máy xí nghiệp, nước thải của các hộ dân, tràn dầu và có thể gây ra tình trạng ô nhiễm biển. Đây là một số hình ảnh minh họa về các nguồn gốc gây ra tình trạng ô nhiễm biển của nước ta. Địa phương chúng ta không giáp biển, là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, các em làm gì để luôn luôn làm sạch môi trường xung quanh chúng ta? Thì từ trước tới nay, nhà trường đã phát động rất nhiều phong trào để góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp của chúng ta. Đây là một số biện pháp như thu gom vật liệu phế thải, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh. Đây là một số kết luận chính về bảo vệ môi trường biển. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Về nhà, các em làm bài tập trong sách bài tập, ghi chép bài đầy đủ, đọc và xem trước các câu hỏi của bài 25 lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam. Xin chào các em.